Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2019, Việt Hùng xin kính chào quý vị. Tàu Trung Quốc truy đuổi tàu cá Bình Định trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Giới nghiên cứu cho rằng nguy cơ lớn ở bãi Tư Chính, nhưng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trọng vẫn dịu giọng. Mỹ, Anh và Đức ra cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Hà Nội lại một lần nữa cáo buộc Bắc Kinh vi phạm quyền chủ quyền của họ trên Biển Đông sau khi ba tàu Trung Quốc truy đuổi một tàu cá Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này hôm 5 tháng 10. Truyền thông chính thống của Việt Nam cho biết một tàu cá của Bình Định số hiệu BD91386TS bị ba tàu Trung Quốc ngăn cản không cho đánh bắt cá tại khu vực cách tỉnh Khánh Hòa 112 hải lý. Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra hồi tháng 8 khi một tàu cá của ngư dân Bình Định cũng bị tàu Trung Quốc truy đuổi khi đang đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Trường Sa. Truyền thông trong nước trích nguồn tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết hôm 5 tháng 10 rằng các cơ quan chức năng đang triển khai biện pháp hỗ trợ tàu cá Bình Định 91386 đánh bắt hải sản hợp pháp trong vùng biển Việt Nam. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ được VN Express trích lời nói rằng sự việc ba tàu Trung Quốc truy đuổi tàu cá Bình Định là vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam với vùng đặc quyền kinh tế. Vùng đặc quyền kinh tế theo quy định trong Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 bao gồm khu vực biển kéo dài từ bờ biển tới 200 hải lý, tức là 370 km ngoài biển. Theo đó, các nước có quyền khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Vụ việc này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Trung Quốc điều cano tới ngăn cản hoạt động trục vớt tàu cá Việt Nam lâm nạn ở quần đảo Hoàng Sa hôm 3 tháng 10. Cũng theo truyền thông Việt Nam, trước đó hôm 1 tháng 10, một tàu Trung Quốc đã từ chối cứu hộ 12 ngư dân Quảng Nam trên tàu cá lâm nạn ở Hoàng Sa, vùng biển đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước. Đầu tháng 5 năm nay, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đơn phương thông báo thực thi lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông kéo dài hơn 3 tháng, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và một phần vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Giới nghiên cứu và các nhà ngoại giao kỳ cựu cảnh báo rằng trong tương lai Việt Nam sẽ không có biển nếu để mất bãi Tư Chính vào tay Trung Quốc, đồng thời đề xuất Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Hai quan điểm nêu trên được đưa ra hôm 6 tháng 10 tại cuộc tọa đàm do Viện Nghiên cứu Chính sách Luật pháp và Phát triển tổ chức ở Hà Nội. Tham gia tọa đàm là nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia, cựu quan chức, trong đó có tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, giáo sư Chu Hảo, thạc sĩ Hoàng Việt, thiếu tướng Lê Văn Cương, các cựu đại sứ Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Trung, Trương Triều Dương và một số học giả khác. Ông Hoàng Việt thuộc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông tóm tắt cho VOA rằng những người tham gia tọa đàm có nhận định chung là tình hình bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hiện hết sức nghiêm trọng. Theo cập nhật hồi trưa 7 tháng 10 giờ Việt Nam trên trang Facebook mang tên Dự án Đại sự ký Biển Đông, tàu khảo sát địa chất Trung Quốc Hải Dương Địa chất 8 mới thực hiện đường khảo sát thứ 5 đi sâu thêm 4,7 hải lý vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và cách bờ biển Việt Nam chỉ còn khoảng 89,1 hải lý, tương đương với 165 km. Tại tọa đàm, ông Trương Triều Dương, cựu đại sứ Việt Nam tại Philippines cho rằng dã tâm của Trung Quốc với Biển Đông sẽ không dừng lại, theo một bài báo của Thanh Niên. Vị cựu đại sứ tiên liệu rằng làm chủ Biển Đông sẽ là điều Trung Quốc cố sống cố chết làm, vẫn theo tin của Thanh Niên. Củng cố cho nhận định của mình, ông Dương nêu ra lý do vì đó là con đường duy nhất để Trung Quốc trở thành cường quốc trên biển, cơ sở quan trọng cho tham vọng cường quốc đứng đầu thế giới. Để chống lại và chặn đứng các hành động của Trung Quốc, giới nghiên cứu, các cựu quan chức tham gia tọa đàm đề xuất rằng Việt Nam cần đưa vấn đề ra một số diễn đàn quốc tế lớn. Một ngày sau buổi tọa đàm hôm 7 tháng 10, trong diễn văn khai mạc một hội nghị của Đảng Cộng sản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được giới quan sát cho là vẫn dịu giọng về vấn đề Biển Đông khi ông chỉ đề cập đến vấn đề này đúng một lần. Nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh và Đức phát đi lời cảnh báo đỏ về tình hình ô nhiễm không khí nguy hiểm ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo công dân của mình về tác động đối với sức khỏe của họ. Mức độ ô nhiễm không khí ở mức cao, thậm chí là nguy hiểm, xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn, có thể làm trầm trọng các bệnh về tim, phổi và hô hấp, trẻ em, người già và những ai có tiền sử bệnh lý đặc biệt bị ảnh hưởng, theo thông báo của Đại sứ quán Anh ở Hà Nội hôm 1 tháng 10 có đoạn.
Cơ quan ngoại giao của Anh cũng kêu gọi các công dân nước mình ở Việt Nam tìm kiếm thông tin về chất lượng không khí cũng như các biện pháp phòng ngừa trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đại sứ quán Anh cũng đưa ra lời khuyên các công dân nước mình truy cập một trang web có liệt kê chỉ số chất lượng không khí thế giới để xem tình hình ô nhiễm với thời gian thực ở một số thành phố ở Việt Nam. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, trang web được lập nên năm 2007 ở Trung Quốc, cung cấp thông tin về chất lượng không khí cho hơn 88 nước với hơn 11.000 trạm theo dõi ở 1.000 thành phố trên thế giới, trong đó có trạm quan trắc của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Thông tin tối ngày 1 tháng 10 của trạm này cho thấy rằng chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức màu đỏ, tức là không lành mạnh. Theo đó, tất cả mọi người có thể bắt đầu bị ảnh hưởng sức khỏe và các thành viên của các nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn. Tin cho hay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đặt máy giám sát chất lượng không khí ở nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới để cung cấp thông tin giúp bảo vệ sức khỏe của nhân viên và công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trong khi đó, một máy đo của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội hôm 1 tháng 10 cũng ra cảnh báo đỏ rằng chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe. Trong phần đánh giá về gánh nặng bệnh tật từ ô nhiễm không khí, trang web của WHO ở Việt Nam nói rằng mỗi năm ở Đông Nam Á có 1,4 triệu ca tử vong vì loại ô nhiễm này, trong đó ở Việt Nam là 60.000 ca. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Họp phụ huynh vào đầu năm học mới là nỗi ám ảnh về nhiều khoản tiền mà người ta buộc phải đóng để con em của mình có thể được tiếp tục học hành từ trường công lập. Thời gian họp phụ huynh tùy vào các trường và cấp học được tổ chức từ trung tuần tháng 9 đến tuần đầu tháng 10. Với người buôn gánh bán bưng như bà Mỹ Hạnh thì những khoản tiền trường phải đóng vào đầu năm học là hết sức nặng nề. Mấy cuốn tập đó là dưới là cái gì đó là 360.000. Còn bây giờ là kêu là trong sổ liên lạc đó là đóng 520.000 nữa mà chưa có đóng, mà chưa biết tiền gì. Một năm là em tổng quát là một năm là cỡ là 8-9 triệu, 9-10 triệu gì đó. Khoản tiền bạc chục triệu đó sẽ nặng nề hơn nếu như gia đình có hai đứa con cùng tuổi đi học, bà Út kể. Nhà trọ rồi tiền ăn, tiền uống rồi tiền học hành, nó đâu có tiền mà lo đâu, giờ cho nhỏ nghỉ. Để con em mình phải nghỉ học ở trường công lập như hoàn cảnh của gia đình bà Út là chuyện chẳng đặng đừng. Dù nghèo khó, song nhiều phụ huynh ở Sài Gòn vẫn cố chạy vạy tiền bạc để lo đóng đủ các khoản tiền cho con em mình. Không chỉ vậy, phụ huynh còn phải thu xếp cả thời gian làm việc của mình để đưa đón con em đến trường, bà Mỹ Hạnh cho biết. Nói chung ra hai vợ chồng mới đủ, chứ một mình em không đủ. Thu nhập bấp bênh của buôn bán như vậy nên phụ huynh như bà Út đành để cháu của mình nghỉ học. Cha con thì lo phần nào thôi, bà nội già, bà nội đâu có lo cho con nữa, thôi thay vì để cho con nghỉ, con đi làm, con kiếm tiền đi. Hệ thống giáo dục công lập ở Việt Nam hiện nay, từ cấp tiểu học đến trung học đều phải đóng học phí hàng tháng. Bên cạnh đó, tùy vào quy mô của trường lớp mà phụ huynh phải đóng thêm tiền cho các khoản với nhiều tên gọi khác nhau như quỹ phụ huynh học sinh, quỹ hỗ trợ khen thưởng, quỹ trang thiết bị học tập. Điều đó tạo tâm lý khi thấy người giàu đóng nhiều khiến phụ huynh nghèo, ngán ngại, theo không kịp. Có ý kiến là nếu không thể đảm bảo ai cũng giàu có như nhau thì chí ít phải làm sao để tuổi học trò bắt đầu như nhau về chuyện đến trường lớp của giáo dục công lập. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Triều Tiên ngày 7 tháng 10 khuyến cáo Mỹ, Anh, Pháp và Đức rằng việc nêu vấn đề đối với các cuộc thử nghiệm phi đạn của Bình Nhưỡng tại Hội đồng Bảo an sẽ càng thúc đẩy mong muốn bảo vệ chủ quyền của Triều Tiên. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên dự kiến họp kín vào ngày 8 tháng 10 sau khi Triều Tiên loan báo đã phóng thử một phi đạn đạn đạo mới từ tàu ngầm tuần trước. Cuộc họp kín được tổ chức theo đề nghị của Đức với sự ủng hộ của Anh và Pháp. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Kim Song cho biết, Triều Tiên biết rõ Mỹ đứng sau hành động của Anh, Pháp và Đức.
Ông cảnh báo rằng, nếu Mỹ và các nước theo chân, nếu các biện pháp tự vệ của Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lúc này sẽ càng thúc đẩy mong muốn bảo vệ chủ quyền của Triều Tiên. Khi phóng viên hỏi Bình Nhưỡng sẽ bảo vệ chủ quyền như thế nào, liệu có thêm các cuộc thử nghiệm phi đạn nữa hay không, ông Kim nói, vui lòng nhìn kỹ những gì chúng tôi sẽ làm trong tương lai, và rằng không có nghĩa là phóng một phi đạn nữa. Vụ phóng phi đạn hôm thứ Tư tuần trước là hành động khiêu khích nhất của Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng tái tục đối thoại với Mỹ năm 2018. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Bình Nhưỡng dùng công nghệ phi đạn đạn đạo. Vụ thử được thực hiện trước khi diễn ra các cuộc đàm phán hạt nhân mới giữa Mỹ và Triều Tiên tại Thụy Điển. Các cuộc đàm phán cấp làm việc bị gãy đổ hôm 5 tháng 10 vừa qua sau khi Bình Nhưỡng đổ lỗi cho Washington không linh động. Đại sứ Triều Tiên nói, ông không biết phía Mỹ đưa ra đề nghị gì với Triều Tiên tại cuộc gặp vừa rồi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay đã chấp nhận lời mời của Thụy Điển để quay lại bàn thảo luận với Triều Tiên trong 2 tuần tới. Triều Tiên chưa cho biết có nhận lời hay không. Hai nhà khoa học Mỹ và một khoa học gia người Anh được trao giải Nobel Y sinh nhờ khám phá về cách các tế bào cảm thụ và thích nghi với môi trường oxy sẵn có. Ủy ban Nobel ngày 7 tháng 10 loan báo giải thưởng năm nay chia đều cho William Kellen, Greg Samenza và Peter Radcliffe. Mỗi người sẽ được lãnh 918.000 đô la tiền mặt. Ủy ban nói, ba nhà khoa học vừa kể đã thiết lập nền tảng cho sự hiểu biết của con người về mức độ oxy ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và chuyển hóa tế bào. Vẫn theo Ủy ban Nobel, các khám phá này sẽ giúp dẫn tới những cách thức mới chống lại bệnh thiếu máu, ung thư và nhiều bệnh khác. Ngôi sao bóng rổ Mỹ James Harden thuộc đội tuyển Houston Rockets ngày 7 tháng 10 xin lỗi những người hâm mộ Trung Quốc sau khi quản lý của đội là Daryl Morey đăng tin lên Twitter ủng hộ người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Ngôi sao Mỹ Harden nói, chúng tôi xin lỗi. Quý vị biết đó, chúng tôi yêu Trung Quốc. Chúng tôi muốn chơi bóng rổ ở đó. Cá nhân cả hai chúng tôi tới Trung Quốc 1-2 lần mỗi năm. Đó là tình cảm quan trọng nhất. Chúng tôi trân quý Trung Quốc như một trung tâm fan hâm mộ. Chúng tôi yêu thích mọi thứ ở đó và chúng tôi trân trọng sự ủng hộ của họ dành cho cá nhân chúng tôi và đội tuyển của chúng tôi. Quý vị biết chúng tôi yêu mến quý vị. Quản lý Murray đã xóa tin đăng trên Twitter và đăng lời xin lỗi sau phản ứng từ ông chủ đội bóng rổ Rockets, Tillman Fertitta, giữa lúc câu lạc bộ này đối mặt rủi ro mất đi một trong những thị trường béo bở nhất của Hiệp hội bóng rổ quốc gia Hoa Kỳ. Dòng tin ban đầu của Murray trên Twitter đã khiến Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc loan báo hủy hợp đồng hợp tác với đội Rockets. Ngôi sao bóng rổ Trung Quốc Yao Ming, người từng chơi cho đội Rockets trước khi nghỉ vì chấn thương, hiện là chủ tịch Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc. Nhóm hoạt động bảo vệ môi trường mang tên Extinction Rebellion ngày 7 tháng 10 khởi sự 2 tuần lễ bất tuân dân sự ôn hòa để kêu gọi hành động chống lại biến đổi khí hậu, dẫn tới các vụ bắt giữ ở Anh, Úc và Hà Lan. Cảnh sát Anh hôm 7 tháng 10 cho hay đã bắt hơn 100 nhà hoạt động tại London khi đoàn người biểu tình phong tỏa một cây cầu và một số con đường, cũng như tự khóa mình vào một phi đạn hạt nhân giả bên ngoài Bộ Quốc phòng. 30 người biểu tình bị bắt ở quận thương mại trung tâm của thành phố Sydney, Úc, khi đoàn biểu tình mang biểu ngữ, khẩu hiệu phong tỏa một con đường không cho xe cộ lưu thông. Tại những nơi khác, cảnh sát cưỡng chế các nhà hoạt động ra khỏi một con đường chính ở trung tâm thành phố Amsterdam, Hà Lan và bắt 50 người khác. Tại Berlin, Đức, người biểu tình chiếm đóng một quảng trường lớn. Phong trào biểu tình kéo dài 2 tuần lần này nhằm kêu gọi các chính phủ có hành động khẩn cấp, cắt giảm khí thải CO2, bảo vệ hành tinh xanh trước hiện tượng trái đất ấm dần lên. Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phạm các trọng tội và khinh tội và thậm chí là phản quốc trong lúc các nhà lập pháp tại Hạ viện do phe Dân Chủ kiểm soát xúc tiến cuộc điều tra luận tội Tổng thống. Các tội mà ông Trump đề cập tới trong dòng tin trên Twitter hôm 6 tháng 10 tương tự như những tội mà Hiến pháp Hoa Kỳ dẫn ra như là ngưỡng để truất phế một Tổng thống khỏi nhiệm quyền. Tổng thống Trump cũng nhắc lại những chỉ trích nhắm vào ông Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện và cũng là dân biểu phía Dân Chủ, được Chủ tịch Hạ viện Pelosi giao nhiệm vụ dẫn đầu cuộc điều tra về luận tội Tổng thống. Cuộc điều tra luận tội Tổng thống trong tuần này xúc tiến với các Ủy ban Tình báo, Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Giám sát đã lên lịch nghe điều trần từ một số nhân vật quan trọng.
Chiều ngày 6 tháng 10 tại thành phố Annandale ở ngoại ô thủ đô Washington DC, cộng đồng người Việt đã tổ chức buổi lễ trao giải thưởng cuộc thi Em viết văn Việt năm 2019 cho các bạn thanh thiếu niên gốc Việt sinh sống trong vùng. Đây là giải thưởng thường niên và lễ trao giải hôm nay là năm thứ 9 liên tiếp nhằm khuyến khích các thế hệ trẻ người Việt tiếp tục gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Theo nhận định chung của ban tổ chức, các bài dự thi năm nay dù vẫn còn nhiều hạn chế trong cách hành văn, nhưng đã cho thấy các em có thể sử dụng tiếng Việt tương đối thành thạo. Con chỉ có viết chứng minh cảm xúc của mình, nói lên gì thôi, và cũng như mượn bằng bài viết này là một lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh con không theo với ba mẹ của con nữa, và cảm ơn các cô chú, các ông bà đã sáng lập ra những câu lạc bộ giống như nhà Việt Nam để cho chúng con một nơi có thể học hỏi thêm, trao dồi thêm và có thể bày tỏ lòng biết ơn đến mọi người. Cũng trong buổi lễ này, nhiều giải thưởng đã được trao tặng cho các bạn trẻ đã có nhiều đóng góp đối với hoạt động của cộng đồng trong năm 2019, bao gồm các hoạt động thiện nguyện, các chương trình giới thiệu và quảng bá văn hóa đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, cộng đồng cũng ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội và các cá nhân trong việc truyền dạy, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và khuyến khích các em tham gia cuộc thi Em viết tiếng Việt hàng năm. Năm nay có khoảng 50 bài tham dự. Trong 50 bài đó thì khoảng tuổi từ 11, 12 cho tới 20 tuổi. Thì tùy theo khoảng tuổi, có những khoảng tuổi lớn thì về cái ý tưởng, phải nói là ý tưởng của các em rất là sáng tạo. Và các em thừa hưởng một cái nền giáo dục cởi mở bên đây, do đó các em có thể nói lên những cái gì các em thật sự nghĩ, chứ không phải là viết để mà được một cái lời khen hoặc được cái phần thưởng. Do đó cái đó là một điểm rất là đáng tuyên dương và khích lệ. Thực tế, việc truyền dạy tiếng Việt, lịch sử và văn hóa Việt Nam vẫn đang được nhiều tổ chức tôn giáo, xã hội và các cá nhân tiến hành một cách bài bản tại ngoại ô thủ đô Washington, với nhiều trường và lớp học Việt ngữ được tổ chức đều đặn mỗi cuối tuần và vào mỗi dịp hè khi các em được nghỉ. Những lớp học như thế này thường kéo dài từ 3 cho tới 6 năm, thậm chí là 9 năm, với nhiều hệ thống giáo trình đã được kiểm chứng trong thực tế. Nên sau những năm học tại đây, phần lớn các em đều có thể nói, đọc và viết tương đối thành thạo tiếng Việt, đồng thời cũng có những hiểu biết nhất định về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Giấc mơ Mỹ mang nhiều ý nghĩa cho nhiều người khác nhau. Đối với gia đình Savchuk từ Ukraine đến Mỹ hơn 15 năm trước, đạt được giấc mơ Mỹ có nghĩa là họ mở một doanh nghiệp nhỏ có thu nhập kha khá. Thông tín viên VA tìm gặp gia đình này và thấy giấc mơ của họ đã trở thành hiện thực. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Nó không hoàn toàn là một cửa hàng tạp hóa điển hình của Mỹ, chứa đầy các sản phẩm tươi và nhu yếu phẩm thông thường, nhưng nó cũng cung cấp hương vị ẩm thực quốc tế, thu hút khách hàng tò mò tìm đến cửa hàng ở Gettysburg, Maryland. Sô cô la, phô mai, và thường họ có thức ăn nấu sẵn ở đây. Nó khiến tôi chảy cả nước miếng vì hương vị đó cũng đưa tôi trở về quê hương. Có một số thực phẩm không có ở bất cứ nơi nào khác. Tôi không thể mua nó ở bất cứ đâu. Ta đang nói về bánh bao, những món ngon mà họ nấu ở đây. Không ai khác làm điều đó. Chủ cửa hàng Taste of Europe là Tatiana và Viktor Savchuk. Hai vợ chồng đã đến Mỹ từ Ukraine hơn 15 năm trước. Giấc mơ sở hữu một doanh nghiệp của họ đã có từ hàng thập kỷ. Khi mới đến đây, chúng tôi không biết gì về Mỹ. Chồng tôi đi làm và tôi không có giấy phép làm việc. Ở Ukraine, Tatiana là giáo viên thể dục. Ở Mỹ, mới đầu cô làm bảo mẫu, sau đó dành 7 năm làm việc tại một cửa hàng tạp hóa chuyên về thực phẩm Nga và Đông Âu. Tôi được làm quản lý cửa hàng, và khi chúng tôi thảo luận chi tiết, người chủ đó và tôi đồng ý là tôi có thể mua lại cửa hàng nếu tôi muốn và có thể làm như vậy. Chẳng mấy chốc, chồng của Tatiana là Victor đã bỏ công việc của mình và cùng Tatiana quản lý cửa hàng. 2 năm sau, hai vợ chồng mua lại cửa hàng và bắt đầu vay tiền, xin giấy phép bán rượu và lắp đặt bếp ở phía sau cửa hàng. Chúng tôi làm súp củ cải đỏ rất ngon, mỗi ngày một nồi lớn, và tất nhiên cả bánh nhân thịt. Chúng tôi nấu rất nhiều những món đó mỗi ngày, nhưng hễ cứ mang chúng ra cửa hàng là bán hết sạch. Salad, món ăn nóng, bánh nướng, mọi người thích ăn. Ăn món ngon không phải là hạnh phúc sao? Hai vợ chồng Savchuk có kế hoạch tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của họ.
Chúng tôi muốn mở rộng, mở thêm nhiều cửa hàng. Nhiều người bảo chúng tôi làm vậy. Họ nói cửa hàng này cách xa nơi họ quá. Đối với Victor, cửa hàng còn đáp ứng sở thích riêng của ông. Ông kể rằng ông đã nhớ món ăn Ukraine đến giường nào cho đến khi mở cửa hàng này. Bây giờ ông nói giúp đỡ những người nhập cư không chỉ là một công việc mà còn là một tiếng gọi. Vũ điệu đeo mặt nạ gần như bị thất truyền La Khôn Khô của Campuchia gần đây được trình diễn tại vùng phụ cận thủ đô Hoa Kỳ, cách nơi xuất xứ hàng nghìn dặm. Một nhóm những vũ công nghiệp dư đã mang điệu nhảy cổ xưa này đến đây. Sau đây là tường trình chi tiết. Những động tác tay duyên dáng và khuôn mặt biểu cảm của những vũ công này là một phần của vũ điệu Campuchia cổ có tên là La Khôn Khô. Buổi biểu diễn này nằm trong lễ hội văn hóa Campuchia hàng năm diễn ra tại Silver Spring, bang Maryland gần Washington DC. Sự kiện này đã đưa các nghệ sĩ và những người quan tâm từ khắp nước Mỹ đến để tôn vinh di sản phong phú của Campuchia. Đây là lần đầu tiên tôi thấy La Khôn Khô ở Mỹ. Họ đang làm rất tốt việc bảo tồn văn hóa, văn minh và nghệ thuật của người Khmer. Họ đang làm một việc rất ý nghĩa và điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Nhà tổ chức Ngày Cộng đồng Campuchia cho biết đây là một vinh dự khi giúp gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống cổ cho ngày hôm nay. La Khôn Khô là một nghệ thuật dường như gần như là biến mất. UNESCO gần đây đã liệt kê La Khôn Khô là một di sản văn hóa cần được bảo vệ ngay lập tức. Do vậy, thật là vinh dự cho chúng tôi khi có cơ hội được đưa nó trở lại với cuộc sống. Đây là chương trình lớn nhất của chúng tôi trong 19 năm qua. Hình thức nghệ thuật đầu tiên của người Angkor này gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi chế độ Khmer Đỏ. Vào cuối những năm 1970, Khmer Đỏ đã cấm nghiên cứu về điệu nhảy và giết chết ít nhất 1,7 triệu người, bao gồm các vũ công, nghệ sĩ và nhà văn. Các vũ công hoàn toàn là nam giới. Họ đeo mặt nạ và thực hiện một phiên bản Campuchia của câu chuyện dân gian Ấn Độ cổ điển Ramayana. Câu chuyện kể về một hoàng tử nhờ sự giúp đỡ của một đội quân khỉ để giải cứu vợ mình khỏi quỷ dữ. Điều đó làm cho điệu nhảy và ngôn ngữ cơ thể trở nên quan trọng để kể câu chuyện, miêu tả những cảm xúc như giận dữ và cả tình yêu. Bậc thầy về điệu nhảy này là Sochita Ung, người tới từ Bát Tam Bang, Campuchia. Ông nói với VOA rằng thách thức lớn nhất là tìm kiếm đủ vũ công nam và huấn luyện họ trở thành 30 vũ công trình diễn trong khi họ hoàn toàn không phải là những vũ công chuyên nghiệp. Ông cũng gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm các trang phục và trang sức Campuchia truyền thống. Thật khó để tìm các vũ công chuyên nghiệp. Ngay cả khi tôi hướng dẫn thì một số người trong số họ cũng không thích La Khôn Khô. Tôi chỉ muốn những người thực sự quan tâm dù họ có thể múa hay không. Tôi sẵn sàng dành thời gian để đơn giản hóa một số điệu múa và dạy lại. Buổi biểu diễn, ông nói là một thành công. Tôi rất hạnh phúc. Tất cả các học sinh của tôi đã biểu diễn rất tuyệt vời ngày hôm nay. Tôi cũng biết ơn vì tôi có 5 học viên từ các tiểu bang khác. 3 từ Lowell, Massachusetts, 1 người từ Atlanta, Georgia và 1 người từ Seattle, Washington. Và đám đông cũng hài lòng như vũ sư này. Tôi rất tự hào rằng người Campuchia ở đây có thể tổ chức và biểu diễn La Khôn Khô. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies.
Our saying today is blast from the past, from the movie Father Figures. This film is about two brothers who are searching to find their father. Their mother has been lying to them for years by telling them their father died. Listen for the phrase, blast from the past. Mom actually dated Terry Bradshaw? Do you remember a woman named Helen Baxter? Talk about a blast from the past. She's our mom. So, what do you think blast from the past means? Is it something that reminds you of an earlier time? Or an explosion that happened earlier? Listen again. Did you have the right answer? Mom actually dated Terry Bradshaw? Do you remember a woman named Helen Baxter? Talk about a blast from the past. She's our mom. Blast from the past usually means something that reminds you of an earlier time. This term is usually used in conversation. In this scene, the two brothers are trying to find out if Terry Bradshaw knows their mother. When he said, "Talk about a blast from the past," he was suddenly remembering an earlier time in his life. So, in fact, he did know their mother in the past. And that's English at the Movies. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. You know a lot about punctuation, right? I think I'm pretty good at it. And I especially like commas. Commas? Yeah, they have many uses and are quite important. Tell me more. A common use of a comma is to show a pause. A brief suspension of speech. This usage is important in poetry, speech writing, and creative writing. Another way the comma works is to separate clauses. It shows what is different and what belongs together in a sentence. For example, today on Everyday Grammar, we will explore common uses of the comma. If you remove the words before the comma, the independent clause, "we will explore common uses of the comma," could become its own sentence. But even with stylistic guides, the placement of a comma could come down to the personal choice of the writer, right? Yes, that's true. That's why there are two good tips for using commas. First, put yourself in the reader's position. Will your comma be understood by the reader in the same way you mean it? And second, make short declarative sentences. If your sentence has too many commas, it might confuse the reader. And that's Everyday Grammar. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Việt Hùng xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.